Các bạn có tin được không? Chỉ với 70 triệu đồng, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc xe tải van mang nhãn hiệu xe Đông Ben mới 100% như thế này. Hãy cùng xem video để khám phá điều đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay kênh Ô tô Thiện Nhân sẽ xin tiếp tục làm một cái series clip về những cái chiếc xe tải van và chiếc xe tải nhẹ có một mức giá vô cùng hấp dẫn. Thì trước mắt các bạn là cái chiếc xe chỉ với 70 triệu đồng là các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được rồi. Chiếc xe này là chiếc xe tải van của thương hiệu xe Đông Ben đã quá nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Với 70 triệu thì các bạn sẽ có một chiếc xe tải van lưu hành 24/24 và có cái trọng tải là 950 kg, và rất nhiều các cái tùy chọn giống như những chiếc xe con. Giống như những chiếc xe con ở đây là những cái điểm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có trợ lực lái điện, điều hòa 2 chiều, kính điện và thậm chí là khóa điện. Ok, thì mình sẽ giới thiệu qua cái chiếc xe này. Thứ nhất là chiếc xe này đang sử dụng một cái động cơ với cái dung tích là 1,5 lít và có cái công suất cực đại là 80 kW ở 5.200 vòng quay một phút. Với cái chiếc xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của cái sản phẩm này chỉ dừng lại ở con số 6,5 lít cho 100 km. Mới một chiếc xe tải van thì các bạn cũng biết rồi, nó có thể lưu hành trên phố 24/24, nhất là trong nội đô này. Rất nhiều tuyến đường cấm những chiếc xe tải con, thì đây là một trong những cái phương tiện giúp giải quyết cái vấn đề là di chuyển trong phố và chở những cái mặt hàng mà khách hàng yêu cầu. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe với cái trọng tải là 950 kg và có một cái vẻ ngoài đã quá quen thuộc rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái xe được gia cố với cái thùng xe như thế này. Chúng ta có một cái lớp sàn được kiên cố 3 lớp như này. Lớp trên cùng là lớp thép, thép bằng nhôm, ở dưới là có một lớp nhung nữa. Và dưới cùng chúng ta sẽ có một cái lớp chassis của nhà sản xuất. Thì Đông Ben cũng đã cải tiến 3 lần cho cái sàn này, để hiện tại đây là một trong những cái sàn xe có một cái độ bền tốt nhất trong tất cả các loại xe tải van ở trên có ở trên thị trường. Ok, mình sẽ giới thiệu qua về cái vẻ ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của cái sản phẩm này. Chỉ với 70 triệu đồng chúng ta đã sở hữu được nó rồi. Chúng ta sẽ có một cái vẻ bên ngoài, nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy nó giống như cái chiếc xe BMW. Chúng ta có các khe tản nhiệt rất là nổi bật, rất là to bản, được mạ chrome như này, giống như chiếc xe của BMW. Có logo được ép kính cường lực lên trên như này, rất là nổi bật, bền bỉ. Chúng ta có cụm đèn pha bi xê lông sáng và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các cái loại đèn halogen thông thường. Chúng ta ở đây có đèn gầm và khe lấy gió cho cục lóng điều hòa. Và hai bên chúng ta sẽ có cái đèn sườn như thế này. Và đây là logo máy 1.5. Thì từ đời 2018 và 2019 thì Đông Ben đã quay ra sử dụng cái bộ máy DOHC 1.5 lít cho cái sản phẩm này rồi. Thì đời 2016 và 2017 thì sản phẩm này vẫn sử dụng máy 1.3. Đây là một trong những cái cải tiến mà mình đánh giá là hấp dẫn nhất trên thời điểm hiện tại. Vì đây là một trong những chiếc xe có một cái công suất máy, cái bộ máy lớn nhất ở trên thị trường xe tải van hiện tại. Nhưng những chiếc xe tải van khác, chúng ta sẽ có một chiếc xe có 3 cánh cửa để thuận tiện cho việc chúng ta vận chuyển hàng hóa cũng như là bốc dỡ hàng hóa. Chúng ta sẽ có 3 cái cửa như này. Với những cái đặc điểm rất nổi bật ở đây, chúng ta sẽ vẫn còn nguyên các cái dấu vết của các cái trang bị cũ của chiếc xe 8 chỗ của bên nước ngoài. Chúng ta sẽ nhìn thấy, thứ nhất là khe lấy gió điều hòa này. Chúng ta sẽ có cái loa bên như thế này. Đây các bạn có thể nhìn thấy vào đây, đây là loa bên, loa hàng ghế sau này. Chúng ta có các cái lỗ để bắt dây an toàn cho các hàng ghế sau. Thì ở nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc, thì họ cái xe này là xe 8 chỗ, sang Việt Nam thì hoán cải đi và sử dụng thành cái xe tải van 2 chỗ. Thì một phiên bản nữa của Đông Ben X30 đó chính là cái chiếc xe 5 chỗ, thì mình sẽ giới thiệu một cái video khác. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu qua cái video về cái sản phẩm 2 chỗ này thôi. Chúng ta có logo X30 rất to bản đây này. Chúng ta cũng có logo in nổi 3D được dán đằng sau như này. Ở đây thì với những tùy chọn, mình có thể lắp cho khách hàng cái camera lùi ở đây. Chúng ta có cái bấm để mở cửa sau ở đây. Ok, đèn xi nhan và đèn hậu.
chúng ta vẫn có như các cái sản phẩm khác. Cái sản phẩm này sử dụng chúng ta sử dụng cái lốp không xăm R14 rất là lớn, rất là to bản của Việt Nam, Kasumina của Việt Nam. Chúng ta có hệ thống nhíp treo với cái bốn lá to bản. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm xe tải van, nên đôi khi với những khách hàng mà họ không chở, không có trọng tải thì khi di chuyển cái xe này thì các bạn sẽ đi nó hơi chồng chành, nhưng mà khi có tải vào chúng ta sẽ thấy rất là êm ái. Ở đây là có cái chỗ để tiếp nhiên liệu. Thì cái sản phẩm này sử dụng máy xăng và cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 4. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong nội thất để xem chúng ta với 70 triệu chúng ta có một nội thất như thế nào. Chúng ta có đèn trần. Hôm nay các bạn thông cảm là trời Hà Nội nó hơi có lấm tấm mưa và trời nó hơi âm u nên nó không được sáng lắm. Chúng ta sẽ có một cái nội thất rất là hiện đại với hai màu chủ đạo. Chúng ta sẽ có cái giải vân gỗ rất là nổi bật ở đây. Đây là một trong những chiếc xe tải van mà có cái nội thất đẹp nhất ở trên thị trường. Chúng ta có các cái giả da bằng nhựa cứng và chất lượng cao ở trên này. Chúng ta có hệ thống FM radio ở đây. Đây là khe để lấy điều hòa. Cái khe này là khe để lắp thêm các cái đầu DVD và multimedia. Để mình sẽ đổ máy lên. Chúng ta có lấy điều hòa. Đây là cái khu vực để chỉnh điều hòa này, chỉnh hướng gió này. Chúng ta có cần số 5 số tiến và 1 số lùi. Ở đây phanh tay này. Ok. Kính điện. Chúng ta có vô lăng 3 chấu và tích hợp tay lái trợ lực điện, kính điện và chìa khóa điện. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái cụm đồng hồ khá là dễ để theo dõi các cái thông số. Ok. Vì một cái sản phẩm này thì mình cũng đã từng làm rất là nhiều cái video về dòng sản phẩm này rồi. Nhưng hôm nay mình muốn nhấn mạnh đến lại cho các bạn biết. Chỉ với 70 triệu đồng chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu này, với các cái chính sách của nhà sản xuất, các cái chính sách trả góp tới các cái ngân hàng ở Việt Nam. Đó, thì cái xe này hiện tại được hỗ trợ trả góp từ 60 đến 80% cho cái giá trị xe, còn hoàn toàn các bạn có thể sở hữu nó chỉ với 70 triệu đồng. Thì có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.